Đời thứ 44, Thiền sư Đầu Tử Nghĩa Thanh, 1032-1083. Thí kinh được chọn nhập không môn, tự tánh tức tâm ngộ bản tôn. Ngoài đạo hỏi kinh thường lặng lẽ, nội minh soi sáng khỏi thiên ngôn. Cao phong động thượng xuân chan chứa, pháp vũ phù sơn sương thấm luôn. Nhập thánh siêu phàm lìa chấp trước, tiêu diêu khoái lạc bạc văn ngôn. Thiền sư Đầu Tử Nghĩa Thanh họ Lý, người Thanh Xã, tuổi nhỏ thí kinh được chọn làm tăng. Sau nghe giảng kinh Hoa Nghiêm đến câu tức tâm tự tánh, ngài quát nhiên đại ngộ, liền đến núi Phù Sơn thưa hỏi các thiền sư. Lúc ấy hòa thượng Viên Giám nằm mộng thấy một con chim ưng rất đẹp, nên cho ngài ở lại đó tu học. Thiền sư bảo ngài tham câu thoại đầu: ngoại đạo hỏi Phật, không hỏi có nói, không hỏi không nói. Trải qua 3 năm, một hôm hòa thượng Viên Giám hỏi: ông nhớ được câu thoại đầu nào chưa? Ngài định trả lời thì Viên Giám bịt miệng lại. Ngay đó ngài bừng ngộ, liền đảnh lễ. Viên Giám hỏi: ông khế hợp quyền cơ chăng? Ngài thưa: nếu có cũng phải nhổ ra thôi. Từ đó suốt 3 năm, Viên Giám thường nêu tông chỉ động thượng, ngài đều khế ngộ. Viên Giám liền trao cho ngài yếu chỉ thiền tông và dạy: người thay ta nối tiếp tông phong động thượng, chớ ở lại nơi này. Ngài trụ ở Đầu Tử, sau đó dời về Hải Hội, mặc y cũ rách, sống đời khổ hạnh, dùng vỏ cây làm chăn, không chứa vật dư. Đến tháng 5 năm Quý Hợi 1083, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6, đời Tống Thần Tông, ngài thăng tòa viết kệ rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 52 năm. Trà tỳ Xá Lợi có 5 màu, tháp Xá Lợi an trí tại am Tam Phong. Bài tán: mộng thấy chim ưng, trời xanh anh tuấn, đạp ngã Phù Sơn, tắt ánh mặt trời, lưỡi cuốn phong lô, nấu phàm luyện thánh, vĩnh hiện mùa xuân, tân phong chấn động. Đời thứ 44, Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài, 989-1060. Thế nọ thế kia cũng chẳng truyền, tức thì đánh hét phá nghi duyên, đoạt châu trình kệ bày đầu mối, đào xuất lời hay mãi diệu quyền. Người học hỏi sinh câu rốt ráo, tôn sư chỉ dạy lý thâm nguyên. An nhiên thị tịch không hề bệnh, liệu thoát tử sanh mãi vẹn nguyện. Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài họ Trần, người Lạc Thanh, Vĩnh Gia, Ôn Châu, tham học với hòa thượng Minh Giác. Một hôm Minh Giác dạy: này ông, thế này không được, không thế này cũng không được, cả thế này thế kia đều không được. Ngài đang phân vân, Minh Giác liền giảng cho một gậy 3-4 lần như thế. Minh Giác bèn cho ngài làm thủy đầu, nhờ gánh nước gãy đoàn gánh mà ngài tỉnh ngộ, liền trình kệ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, núi cao dạng nhận một chân này, dưới hàm rồng đen đoạt châu sáng, một lời khám phá tình danh ngay. Nghe xong Minh Giác vỗ bàn nói: hay lắm. Sau đó ngài chủ tọa 7 đạo tràng, giáo hóa khắp trong nước. Lúc sắp thị tịch, có môn nhân tên Trí Tài hỏi: thế nào là việc cuối cùng? Ngài đưa nắm tay chỉ vị ấy, rồi đẩy gối thị tịch. Tháp thờ nhục thân ở phía đông chùa. Đến giữa niên hiệu Sùng Ninh 1104, vua ban thụy hiệu Chấn Tông Thiền Sư. Bài tán: gánh nước chẳng dễ, gãy gánh càng khó, đoạt lấy Minh Châu, mặt tình xoay chuyển, đạp đổ dạng núi, dừng lại sát căn, thuyền đi trên đất cuồn cuộn sóng tràn. Đời thứ 44, Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ, 904-975. Thiền tịnh song tu hổ mộc sừng, Phật danh 10 vạn niệm không ngưng, 3 đời pháp nhãn truyền tông chỉ, 9 phẩm sen vàng tiếp chẳng ngừng. Gương sáng vẹn toàn ngời chiếu mãi, chậu tan thần hiện giáng tôn xưng, mặt hồ phẳng lặng không sao động, khí tiết thanh cao vạn đại hưng. Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ họ Dương, người Dư Hàn, là thiền tăng rất nổi tiếng cuối đời Đường, đầu thời Ngũ Đại, là tổ thứ 3 tông Pháp Nhãn, tổ thứ 6 tông Tịnh Độ. Ngài làm quan một thời gian, đến năm 30 tuổi xuất gia với hòa thượng Thúy Nham, rồi vào tu tập thiền định ở đỉnh Thiên Trụ
núi Thiên Thai. Sau đó ý kiến quốc sư Thiệu. Biết đây là bậc pháp khí, quốc sư liền thầm trao cho ngài Diệu Chỉ Thiền Tông và dạy: ông có duyên với Nguyên Soái, ngày sau sẽ làm hưng thịnh Phật pháp. Trung Ý Dương 929-988 thỉnh ngài khai sơn chùa Linh Ẩn. Năm sau ngài dời về đạo tràng Vĩnh Minh. Một hôm có vị tăng hỏi: thế nào là Diệu Chỉ của Vĩnh Minh? Lại đốt thêm hương: tạ ơn thầy chỉ dạy. Thật may thầy, không dính dáng. Tăng đảnh lễ, ngài nói: hãy lắng nghe bài kệ. Biết yếu chỉ Vĩnh Minh, trước cổng một hồ nước, mặt trời sáng chói chang, gió thổi sóng cuộn tràn. Tăng hỏi: thế nào là cảnh đại viên? Ngài đáp: đập vỡ chậu sành. Đến giờ thìn ngày 26 tháng Chạp, niên hiệu Khai Bảo thứ 8, 975, ngài thắp hương thông báo cho chúng biết, rồi ngồi kiết già an nhiên thị tịch, trụ thế 72 năm, tháp thờ tại núi Đại Từ. Sau đó giờ về chùa Vĩnh Minh, Tổng Thái Tông ban tấm biển thọ Ninh Diện. Bài 8. Đập vỡ chậu sành làm gương tròn lớn, soi sáng càn khôn, cao thấp đều hiện. Tông cảnh hoàng khai, bao gồm hiền thánh, miệng biển, mắt sông, vỗ nhịp là lệnh. Đời thứ 44, Thiền sư Phật Ấn Liễu Nguyên, 1032-1098. Phật Ấn Thiền sư Ấn Phật Tâm, Đông Pha cư sĩ dốc Đông Lâm, mới sanh râu tóc ra đầy đủ, lớn đọc sử kinh hiểu lý thâm, triệt ngộ lăng nghiêm kiên cố định, tỏ tường diệu pháp chẳng sai lầm, mỉm cười thị tịch không ràng buộc, trên dưới bốn phương thỏa chí tâm. Thiền sư Phật Ấn Liễu Nguyên họ Lâm, từ Bảo Giác, người Phù Lưng. Ngài chào đời có ánh sáng lành, râu tóc mọc đầy đủ. Năm 2 tuổi đã tụng đành thi thư, lớn lên thông minh đỉnh ngộ, bác lãm quần thư, xem qua liền hiểu. Nhân đọc bộ kinh Lăng Nghiêm, ngài tỏ ngộ, liền từ biệt cha mẹ xuất gia, lễ sa môn thí pháp qua chùa Bảo Tích thọ giới cụ túc. Sau đó ngài đến Lô Sơn ý kiến thiền sư Thiền Sim, chùa Khai Tiên, hỏi đáp nhanh nhẹn, được thiền sư khen ngợi, nhận làm đệ tử nối pháp. Ngài là ý kiến hòa thượng Viên Thông Nột, được khen cốt cách giống Tuyết Đầu, là bậc tài giỏi của đời sau, và giữ ngài lại làm thư ký. Từ Thừa Thiên, Giang Châu, ngài dời về Đẩu Phương Đức Hoài, sau đó trở về nối pháp chùa Khai Tiên ở Lô Sơn, rồi đến Kim Sơn, Tiêu Sơn ở Nhuận Châu, Đại Ngưỡng ở Giang Tây, cuối cùng trụ tại dân cư. Cuộc hành trình văn hóa này suốt 40 năm, có nhiều bậc hiền giả, chức sắc từng đến thăm học với ngài. Ngày 4 tháng Giêng, niên hiệu Nguyên Phụ thứ nhất, 1098, đời Tống, khi nghe khách nói có người lĩnh hội thiền chỉ, ngài mỉm cười rồi an nhiên thị tịch. Vua cho gọi là chân dung của ngài giống như thật. Bài 8. Trúng độc Lăng Nghiêm, chết hữu Khai Tiên, răng bén nanh nhọn, các nơi đau đầu, dối lừa hiền thánh, bắt rồng đánh phượng, vẽ chân dung sư, cười dở đời mộng. Đời thứ 44, Thiền sư dân cư Đạo Tế, 929-997. Bậc thánh ẩn cư đỉnh núi cao, Giang Tây xuất hiện bậc anh hào, đạo công truyền pháp cho độ chúng, đèn sáng chiếu soi chốn khổ lao. Ấn chứng Lăng Già khai Huệ Nhãn, phóng quang Bát Nhã độ người sao. Từ bi hỷ xả tâm vô lượng, khắp cả muôn nơi thảy tựa vào. Thiền sư dân cư Đạo Tế họ Kim, người Hồng Châu, miệt mài đi khắp nơi tham vấn thiền cơ. Sau đó ngài gặp hòa thượng Pháp Đăng, đầy đủ cơ duyên đốn ngộ, có lời khen: tiếp vật lợi sanh thật tốt thay, ngoại sanh chẳng phải bậc anh tài. Nhà ngươi vốn có con thừa kế, dùng mãi về sau quả rất hay. Ngài bảo đệ tử: Tổ Đạt Ma dạy, phương này chỉ có kinh Lăng Già mới có thể ấn tâm. Ta đọc kinh này có bài kệ: các pháp không pháp thể, mà nói chỉ là tâm, không thấy nơi tâm mình lại khởi lên phân biệt. Có thể nói đây là lời chân thật của bậc Đại Từ Bi Phụ. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Ngài đáp: ông là ai? Ngài trụ trì ba nơi Đông Thiền, Sông Lâm và Dân Cư, có Trứ Tác, Ngữ Yếu Tập, Xu Quyền Tập, Niêm Cổ Đại Biệt Tập, được lưu hành rộng rãi ở đời. Bài 8. Thế nào là Phật? Vậy ông là ai? Tâm không thấy tâm, chỗ nào chia cách? Ngoài sanh chẳng tốt, ta nói không còn,
niêm cổ đại biệt, đại từ đại bi. Đời thứ 45, Thiền sư Phù Dung Đạo Giai, 1043-1118. Một nghe nghìn ngộ vẫn tinh chuyên, trăm cõi dạng loài vẫn tự nguyên. Phát ý mở lời liền bị gầy, bạc suy quên nghĩ nửa tự yên. Lại tham dứt áo ra đi nhẹ, ngoảnh mặt che tai lý sự thuyên. Long tượng pháp môn thầy tổ dạy, thanh quy mô phạm cổ kim truyền. Thiền sư Phù Dung Đạo Giai họ Thôi, quê ở Nghi Châu. Lúc nhỏ ngày theo học trường làng, sau đó ở ẩn trong núi Y Dương, được xuất gia trong lần thi kinh pháp qua. Ngài đến ý kiến hòa thượng Đầu Tử trong hải hội và hỏi: lời dạy của Phật tổ giống như việc ăn uống thường ngày trong nhà, ngoài việc này ra còn có điều gì khác chăng? Hòa thượng Đầu Tử hỏi: ông cho rằng trong thiên hạ này sắc lệnh của thiên tử còn giả được vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang chăng? Ngài định trả lời liền bị Đầu Tử quất phất trần vào miệng và bảo: ông mà khởi ý, ta sẽ cho 30 gậy nữa đấy. Ngay đó ngài bỗng nhiên tỏ ngộ, lễ bái rồi ra đi. Hòa thượng Đầu Tử nói vọng theo: quay lại đây xà lê. Ngài đi thẳng một mạch, chẳng thèm đói hoài. Hòa thượng Đầu Tử lại hỏi: ông không còn nghi ngờ chứ? Ngài bịt tai và tiếp tục đi. Sau đó ngài đến ở Thiên Ninh, Đông Kinh. Đầu niên hiệu Đại Quang 1108, vua hai lần ban tặng Tử Y và danh hiệu Đình Chiếu Thiền Sư, ngài đều từ chối không nhận. Ngày 14 tháng 5 năm Mậu Tuất 1118, niên hiệu Trọng Hòa thứ nhất, đời Tống Quy Tông, ngài viết bài kệ xong rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 76 năm. Bài 8: đạo hành của sư ngọc ẩn núi gai, thề bỏ lời danh, chối từ vinh hiển, giữ tâm buộc đức, người đều kính mộ. Hiển Dương Đạo Pháp nối tiếp nghìn xưa. Đời thứ 45, Thiền sư Diên Chiếu Tông Bản, 1020-1099. Vô trước tùy thời dài thế thân, Hoằng Dương Đại Pháp bảo thâm ân. Dạng người đồng đến vô sanh nhẫn, sáu thức đều vào tánh liễu nhân. Chưa hiểu ý sâu vi diệu pháp, hãy xem trần thế kém tinh thần. Sân nhà chấn động rền vang tiếng, trí đức sáng ngời tỏa khắp trần. Thiền sư Diên Chiếu Tông Bản họ Quảng, quê ở Vô Tích Thượng Châu. Một hôm ngài ý kiến hòa thượng Thiên Y Nghĩa Hoài ở Trì Dương. Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài bảo: khi thiên thân hạ sanh ở nội diện của Bồ Tát Di Lặc, ngài vô trước hỏi: 400 năm ở nhân gian là một ngày đêm ở cung trời Đâu Xuất. Trong thời gian đó, ngài Di Lặc quá độ 500 triệu thiên tử chứng vô sanh pháp nhẫn. Xin hỏi ngài thuyết pháp gì? Ngài thiên thân trả lời: chỉ thuyết pháp này. Vậy pháp này là pháp gì? Sau đó ngài tỏ ngộ. Một hôm thiền sư Nghĩa Hoài đang ở trong thất hỏi: thế nào là tức tâm tức Phật? Ngài hỏi lại: phóng quả giết người có khó gì? Từ đó danh tiếng của ngài vang khắp thiên hạ. Vào năm Nguyên Phù thứ hai 1099, đời Tống Tiết Tông, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 80 năm. Kim thân của ngài được xây tháp thờ ở Linh Nham, Giang Tô. Bài 8: người nói pháp này phạm âm thâm diệu, tức tâm tức Phật, chỉ đáng để cười. Phóng quả giết người, gãy đàn khác điệu, vui động sân nhà, đèn pháp chiếu xa. Đời thứ 45, Thiền sư Linh Ẩn Văn Thắng, 1026. Lúc xưa thất Phật ở Hàng Châu, Linh Ẩn hôm nay giữ hạnh đầu. Văn Thắng thiền sư làm pháp chủ, tăng già học giả đến mong cầu. Uống trà với khách vui niềm đạo, chí quyết người đi rõ ý màu. Dứt hết bụi trần tâm rực sáng, hào quang muôn trường chiếu đêm thâu. Thiền sư Linh Ẩn Văn Thắng nói pháp thiền sư Dân Cư Đạo Tế. Một hôm có vị tăng hỏi: gương cũ lúc chưa lau như thế nào? Gương cũ. Khi lau rồi thì như thế nào? Gương cũ. Xin hỏi có phần hay không? Ông hãy soi đi. Thế nào là gia phong của hòa thượng? Đừng ngạc nhiên gia phong quê mùa. Chợ có khách đến phải làm thế nào? Uống trà đi. Bài 8: gương lau chưa lau ai biết rõ được, hãy soi lại xem, hai đầu ba tay, đừng chơi rách nát, mặt xấu gia phong, khách đến tiếp đãi, mau uống trà đi.
Đời thứ 46, Thiền sư Đăng Hà Tử Thuần, 1064-1117. Tuổi xuân học đạo, kiếm người khôn, vào thất phù dung, định huệ ôn, của báo thế gian thân sẵn có, mây trời lồng lộng, biển mê hồn, xa lìa chấp tướng vô phương trụ, bến giác tìm về tức bản môn, quay ngược thuyền từ sang độ chúng, đồng lên bờ giác vượt càn khôn. Thiền sư Đăng Hà Tử Thuần, họ Cổ, người Kiếm Châu, 20 tuổi xuất gia, triệt ngộ tông chỉ nơi tổ phù dung. Một hôm ngài thượng đường hỏi: trong trời đất giữa vũ trụ có một vật báo ẩn náu trong thân thể, pháp sư Tăng Triều nói gì để mọi người hiểu mình đang chỉ bày manh mối? Nếu ông ta không thể lấy ra được cho người xem, thì nay đang hồi tôi sẽ mở toang vũ trụ, phá nát thân thể để lấy ra cho mọi người. Ai có trí ắt nhận thấy rõ. Ngài liền cầm gậy đưa lên cao rồi hạ xuống, hỏi tiếp: có thấy không? Cò và tuyết chẳng giống nhau, hoa lao trăng sáng hai màu khác xa. Mùa xuân năm Đinh Hợi 1117, niên hiệu Tuyên Hòa thứ nhất, đời Tống Quy Tông, ngài An Nhiên Thị Tịch trụ thế 54 năm, tháp được an trí ở phía nam núi Hồng. Bài tán: vào thất phù dung, quên hẳn đường về, phá nát thân thể không còn chỗ nương, quần thần hòa hợp trăng lao giấu cò, quay ngược thuyền từ độ người vô số. Đời thứ 46, Thiền sư Tông Trách Từ Giác. Miên sơn lửa đốt giới chi thôi, lỗi bởi âm dương chẳng hở môi, pháp lệnh văn công rừng cấm đốt, lời tuyên giáo pháp lấp sương hôi. Duy người xuất thế khinh danh lợi, chỉ bậc siêu phàm mặc ý vui. Nếu hỏi thế nào là cứu cánh, tùng sanh trúc biết trải quanh đồi. Thiền sư Tông Trách Từ Giác, họ Tôn, người Lạc Châu, đắc pháp với hòa thượng Hoàng Chiếu, nhưng lại kế thừa tông phong của tổ Trường Lôn. Một hôm có vị tăng hỏi: tổ Đạt Ma quay mặt vào vách, ý này thế nào? Ngài im lặng một hồi lâu. Vị tăng đảnh lễ, ngài lại nói: hôm nay bị tăng này hỏi một câu, ta đành câm miệng. Nói xong ngài thăng tòa dạy: mùa đông đi qua, 100 người chỉ còn sống sót 5 người, trên đường người chết vô số, có kẻ đâm đầu vào gai, phải chăng đây là nỗi khổ của chúng sanh? Việc quét dọn lễ bái có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là nắm đất khỏa lấp đống xương mà thôi. Chỉ có người xuất gia là không đi trên con đường sanh tử ấy. Đại chúng đồng hỏi: bạch hòa thượng, chúng con phải đi hướng nào? Ngài bảo: các ông phải đi về phía nam Thiên Thai và đến phía bắc Ngũ Đại. Bài tán: mở một con đường thiền tịnh đối lập, vì quyền vì thật nghìn thánh không hay. Đại sĩ ứng quá thuận nghịch khôn lường, kết xã Đông Lâm diện bích hùng nhĩ. Đời thứ 46, Thiền sư Trường Lô Sùng Tinh. Y bác đơn truyền trao lại ngay, thăng tòa thuyết pháp có ai tài? Phật chưa xuất thế dày mang sẵn, tăng đã nói truyền chân đất bài. Ngá nhỏ không sừng khôn đỏ sức, hổ thêm dây cánh dễ cao bay. Trong tay vật bảo soi muôn trường, cứu độ chúng sanh quên tháng ngày. Thiền sư Trường Lô Sùng Tính tiếp nhận tông chỉ từ tổ Diên Chiếu, sau đó hành đạo ở Trường Lô. Một hôm có vị tăng hỏi: thế nào là khi Phật chưa xuất thế? Trời trong mây trắng mang dày vào. Thế nào là sau khi Phật xuất thế? Mây đen mưa xuống đi chân đất. Bài tán: trời trong mang dày, Phật chưa ra đời, sau đó thế nào? Chỉ có thế thôi. Như trâu còn ngé là hổ mọc cánh, gương trí sáng tròn, đêm rực hàn băng. Đời thứ 46, Thiền sư Trí Giả Từ Như. Tường quang tỏa khắp chứng thần thông, trí huệ biện tài thật rỗng không. Tam bảo quy y nguyên suốt kiếp, quay về đại pháp dạ hằng mong. Tính công tâm ấn truyền y bác, hậu học nương về tỏ chốn tông. Chiếc bóng một đời nuôi dạy chúng, quyết tâm vượt đến đỉnh nham phong. Thiền sư Trí Giả Từ Như, họ Hạ, người Phủ Thọ Xuân, lúc mới chào đời có ánh sáng lành tỏa khắp nhà. Năm 14 tuổi, ngày lễ hòa thượng Tình Chiếu ở Gia Hòa xuất gia. Một hôm Tình Chiếu nêu sự kiện lương toại gặp ma cốc để hỏi ngài.
Thế nào là chỗ tỏ ngộ của Lương Toại? Ngay câu hỏi này, Ngài tỏ ngộ, sau đó được Hòa Thượng Tính Công ở Trường Lô truyền tâm ấn và được chiếu chỉ trụ trì ở Tiêu Sơn. Một hôm, có vị tăng hỏi: Thế nào là Phật? Mặt vàng chẳng phải thép vàng ròng. Thế nào là việc hướng thượng của Phật? Một mũi tên, một hoa sen. Vị tăng liền đảnh lễ, Ngài khẩy móng tay ba lần. Về sau, Ngài đến ẩn tu tại Bao Sơn thuộc vùng núi Linh Nham, Giang Tô, rồi thì tịch ở đó. Tháp được an trí ở phía sau chùa. Bài 8. Vừa mới chào đời, ánh sáng lành hiện, nói ra liền hiểu, sẵn có căn lành. Khi bế lên chùa, tâm từ rộng mở, trên đỉnh Linh Nham, Viên Âm hiển hiện. Đời thứ 47. Thiền sư Chân Yết Thanh Liễu, 1089-1153. Chợt ngộ Bồ Đề tự tánh thông, mấy trần chẳng nhiễm dạng duyên không. Đang hà một tác thông chân ngụy, thanh liễu trong mồm thấu tổ tông. Rót ưa mở miệng không thành tiếng, mừng đỡ cúi đầu lễ tổ ông. Trăng thanh sáng tỏ khoe màu biết, đầm lặng chiếu soi bóng nguyệt lộc. Thiền sư Chân Yết Thanh Liễu họ Ung, người Tả Miên, thuở nhỏ được bế vào chùa. Ngài thấy Phật liền mỉm cười rạng rỡ trên khóe mắt. Thấy thế mọi người đều quý trọng Ngài. Năm 18 tuổi, Ngài được xuất gia qua lần thi kinh Pháp Hoa. Một hôm, Ngài đến gõ cửa Hòa Thượng Đăng Hà. Đăng Hà hỏi: Kiếp trước không, ta là ai? Ngài định trả lời thì Đăng Hà nói: Ông ồn ào quá, xéo ngay đi. Một hôm, Ngài lên núi Bát Du, bỗng nhiên khế ngộ thiền chỉ, liền theo lối tắt trở về, đứng hầu bên cạnh Hòa Thượng Đăng Hà. Đăng Hà vung tay cho một tát rồi nói: Ta tưởng ông đã biết rồi chứ. Ngài vui mừng đảnh lễ. Sau đó, Ngài thượng đường nói: Hôm nay ta bị một tát của tiên sư, bao nhiêu chữ nghĩa đều trốn mất, tìm một lời cũng không ra. Về sau, Ngài an nhiên thị tịch ở Sùng Tiên Cao Ninh, trụ thế 63 năm. Tháp được an trí ở đảo Hoa Tương phía tây của chùa, thủy hiệu Ngộ Không Thiền Sư. Bài 8. Bị giáng một tát, chữ nghĩa mất tiêu, lấy gì để nói? Bị thiên hạ cười, trăng thanh tỏa sáng, đầm trong lặng bóng, khéo dụng không màng, kim vàng ẩn mất. Đời thứ 47. Thiền sư Thiên Đồng Hoằng Trí, 1091-1157. Thuở nhỏ xuất gia chốn Tịnh Minh, ra đi quyết chí nhạc thâm tịnh, ít ngồi đáy giếng nhìn trăng sáng, bằng ở trên cao lượng một mình. Bàn luận sai rồi chân thật đế, phân bua liền trái nghĩa muôn nghìn. Thiên Đồng Pháp Chủ siêu kim cổ, một phất đan hạ ngộ yếu kinh. Thiền sư Thiên Đồng Hoằng Trí họ Lý, người Thấp Châu, xuất gia ở chùa Tịnh Minh. Năm 14 tuổi, Ngài thọ giới cụ túc. 18 tuổi đi thăm học, đến Hương Sơn, Nghĩa Châu, ý kiến lão nhân Thành Cô Mộc. Thời gian ở đây, Ngài có chút tỏ ngộ, sau đó đến bái kiến tổ Đan Hà. Đan Hà hỏi: Kiếp trước không, ta là ai? Ngài đáp: Con ếch nuốt trăng ngồi đáy giếng, canh ba chẳng mượn dạ minh rèm. Đan Hà bảo: Chưa được gì lại nói rồi. Ngài đang phân vân thì bị Đăng Hà đánh cho một phất trần và bảo: Lại nói không mượn. Ngay lời nói này, Ngài tỏ ngộ, liền đánh lễ tổ. Đăng Hà hỏi: Sao ông không nói một lời nào thế? Ngài thưa: Hoằng Trí hôm nay bỏ mất dịp may, thật đắc tội. Đăng Hà nói: Chưa rảnh để đánh ông đấy, hãy xéo đi cho. Về sau, Ngài ở các chùa Trường Lô, Thiên Đồng, người theo xuất gia rất đông. Ngày 8 tháng 10 năm Đinh Sửu 1157, niên hiệu Thiệu Hưng thứ 27, đời Tống, Ngài ngồi ngay thẳng, viết bài kệ dạy chúng, rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 67 năm. Nhục thân của Ngài lưu lại 7 ngày mà gương mặt vẫn tươi như còn sống. Tháp được an trí ở Đồng Cốc. Bài 8. Đăng Hà một phất dứt sạch mối nghi, vượt ngoài kiếp không, sờ lại mũi mình, canh ba không mượn, mất tiền bị tội, thái bạch lẻ loi, pháp âm gian dụ. Đời thứ 47. Thiền sư Từ Thọ Hoài Thâm, 1077-1132. Thiền tông liễu ngộ được tâm nguyên, phân biệt suy lượng dứt dạng duyên, đối đáp quanh co lời chẳng thật, lệch nhau sự lý nói sao yên. Thể tâm chân thật nay hàng buốt, tuyết trắng vì sao tỏa khắp miền. Dùng lời không thật siêu tạo quá, từ mất ý quên
niềm tiêu liền. Thiền sư Từ Thọ Hoài Thâm là người nói pháp tổ cư chiếu ở Bảo Phúc. Một hôm có vị tăng hỏi: thế nào là Phật? Xét tài năng mà giao việc. Khi giao việc xong thì thế nào? Cây gậy của ngài thiên thai. Thế nào là thể chân thật? Hôm nay trời lạnh quá. Ý chỉ thế nào? Tuyết trắng phủ nghìn vạn núi. Bài tán: tam giác đủ đầy, xét tài giao việc, cây gậy thiên thai, tùy duyên khất thực. Hôm nay trời lạnh, tuyết trắng phủ đầy, thể tính chân thật, nhớ lại nghìn thu. Đời thứ 47, thiền sư Bảo Lâm Giang Tuệ. Thành trụ hoài không thịnh lại suy, thánh nhân hiện thế diệt ly kỳ. Xa lìa ngôn thuyết bày chân thật, đóng cửa thị phi vui khó bì. Lương độ tường phù xuôi chảy mãi, đức tề tuyên hóa dẫn tinh di. Bảo Lâm nhánh lá thêm cành mới, thiền pháp năm qua sự mãi ghi. Thiền sư Bảo Lâm Giang Tuệ nói pháp thiền lão Trí Giả Từ Như ở Dụ Châu. Sự truyền và thọ pháp giữa hai thầy trò là không có cơ duyên ngữ cú. Về sau, thiền sư Tường Phù Lương Độ và thiền sư Tuyên Hóa Đức Tề đều là đệ tử nói pháp của ngài. Bài tán: chí ngôn không lợi, chí đức không công, nghe mà chẳng nghe, tin theo được lợi, tịch mà thường chiếu, pháp nhãn viên thông, Bảo Lâm lá rụng, cỏ trái cây khô. Đời thứ 48, thiền sư Thiền Đồng Tông Giác 1091-1162. Sạch nhơ sanh diệt vốn là không, tình thức đến đi giữa đại động, diệu khế chân tâm ai biết rõ, liên ngôn thật chứng tới nào thông. Chánh tà hỗn hợp vô phân biệt, cao rộng đồng vào thể tính không. Trước ngã tư đường đừng phá bỏ, ly trần vượt thoát cảnh phiêu bồng. Thiền sư Thiên Đồng Tông Giác đắc pháp ở Trường Lô, hành đạo ở Thiên Đồng. Một hôm ngài thượng đường dạy chúng: kiếp trước dạo chơi vượt ngoài thế tục, diệu khế không thể dùng ý nghĩ, chân chứng nào mượn lời truyền. Đến chừng được rỗng rang sáng suốt thì mây trắng xua tan miền núi lạnh, linh quang tỏa chiếu, trừ trăng thanh dõi theo bóng thuyền đêm. Chính lúc đó phải làm sao nhỉ? Thiên chánh đâu từng lìa bản dị, tung hoành nào mượn tiếng nhân duyên. Một hôm có vị tăng hỏi: thế nào là đạo? Ngài nói: chớ dẹp bản chỉ đường ở ngã tư. Bài tán: khế hợp không ý, chứng chân lìa lời, đầu đường không bản, chèo thuyền sông mê. Tự tại ở đời, thấu triệt tất cả, thiên chính về chân, như ngọc trên măng.